học theo Đàm Tùng Vận và Bạch Lộc để đọc xoăn, Dương Tử liệu còn đẹp hơn hay không? Dương Tử bất ngờ để đọc xoăn và bị đem ra so sánh với loạt mỹ nhân trước đó. Trong dàn mỹ nhân đình đám xin biết Dương Tử cũng là một cái tên nổi bật. Tuy diễn xuất tốt lại có phim bạo, thế nhưng Đàng Tiểu Hoa lại nhận về nhiều lời chê bai về ngoại hình, cũng như gu ăn mặc ngoài đời. Thời gian gần đây, Dương Tử cho thấy sự thay đổi khi liên tục thử những phong cách mới. Gần đây nhất phải kể đến việc cô nàng để kiểu tóc xoăn xù mì lên tạp chí. Lộ diện với tạo hình mới mẻ, Dương Tử ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán từ phía cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, có người khen xinh thế nhưng cũng có không ít bình luận chê không hợp. Đa số đều cho rằng Dương Tử phù hợp với tạo hình ngọt ngào đáng yêu nhiều hơn là sự phá cách. Dương Tử với tóc xoăn đã nhanh chóng near top hot subscriber. Trước đó Dương Tử cũng từng thay đổi bản thân với kiểu trang điểm mắt khỏi độc lạ, thế nhưng thay vì được khen, nàng Tiểu Hoa lại vấp phải nhiều ý kiến chê bai. Tuy thay đổi là tốt, nhưng có vẻ như cô nàng vẫn chưa chọn được phong cách phù hợp với bản thân. Có ý kiến cho rằng Dương Tử thiếu sự xinh đẹp và khí chất như Nhiệt Ba, nên khó có thể cân được những kiểu tạo hình độc lạ. Trước Dương Tử, rất nhiều mỹ nhân đã từng để kiểu tóc xoăn xù mì và được khen ngợi, trong đó không thể bỏ qua Đàm Tùng Vận, Bạch Lộc. Đàm Tùng Vận đốn tin công chúng với vẻ đẹp đáng yêu trong veo, trong khi đó nữ chính Trường Nguyệt Tấn Minh lại cực cá tính trong kiểu tóc xoăn. So ra thì Dương Tử lại có phần nếp vế hơn hẳn hai người bạn cùng trang lứa. Trái với thời trang, Dương Tử có nhiều lợi thế hơn trong mảng phim ảnh. Sắp tới cô nàng có thử hoan kỳ đối đầu với em đẹp hơn ảnh sao của Đàm Tùng Vận, hay Trường Tương Tử đối đầu với Ninh An như mộng của Bạch Lộc.